mặt anh bị mày lừa rồi. Ayo, xin tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn đồ ăn vặt Trung Quốc. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ăn ở Việt Nam được rồi. Cái gì cũng có, let's go. Rượu nữ nhi hồng. Uống rượu này có say không ạ? Say đúng không? Uống thử. Tôi sẽ mua thử một chai, một bình rượu nữ nhi hồng. Cái bình rất là đẹp. Này ngon nè. Nhâm 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 nhâm. Mua thử đi. À đây 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 đây. Chân gà nè, cổ vịt hả, xúc xích, tai heo. À cái này ngon nè. Còn... à cái này. Trời ơi, cái này mới đỉnh. Cái này ngon nha, mật cán tẩm gia vị, cái này tôi thích nè. Lấy. Ui, Thư. Ủa, không bán được hả? Holy. Tôi đã tìm ra rồi. Oh my god. Cái gì vậy bà nội? Cô đã bị bắt. Được, chốt đơn. Lẹ lẹ lẹ. Chốt đơn. Cái này là cái để múa á, hiểu không? Ủa? Cái này ảnh nó múa không ta? À, cái này giống con dao trong Valorant. Tính tiền thôi. Ồ, có cái xí mụi ngày xưa này. Xí mụi cất chuột. Còn nó gọi là xí mụi cất chuột đó. Mày chưa từng ăn cái này? À quên, nhỏ này 2k mà. Ok, tại vì sáng giờ mình chưa ăn gì nên là mình quyết định là đi ra đây tình cờ thấy có mì trộn nữa. Rất là may mình là một tín đồ của mì trộn nên là mình quyết định ăn luôn. Đây giống như là cọng mì Hàn Quốc vậy á. Ngon nha. Ok á. Cái mì này thì ấy mà mình sẽ cho 8/10. Không, 9/10 á. Thế là mình vẫn cảm thấy là nó hơi thiếu cái sốt này nè. Muốn ăn mì trộn á sẽ phải nhiều nhiều sốt xíu. Nhưng mà tất cả đồ ăn xung quanh rất là ngon. Vậy là cái cọng mì ở nhà thôi. Xúc xích mini, bây giờ mình sẽ ăn thử luôn. Nó có vị giống như que cây luôn á. Ý là nó không nhiều cái vị đó lắm. Nhưng mà nó sẽ có hơi hơi có cái vị đó một xíu. Trung bình 6.5/10. À, cổ vịt hả? Ăn nó không có cảm giác gì ngoại trừ vị hơi the the hết rồi. 5/10. Que cây. Wow. Cái này cảm giác giống như là người ta làm từ bánh tráng vậy. Cay quá. Mình lừa rồi. Biết ớt nó sặc lên cái mũi của mình. 7/10. Sau cái vị cay đó thì để lại cho các bạn một cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Cũng vui vui lắm. Chân gà ủ vị. Cái này quá là quen thuộc. Tôi tưởng là nó có một cái gì đó mới lạ hơn nhưng không. Nó vẫn là cái chân gà thôi các bạn. Chân gà tôi ăn cũng nhiều lần rồi. Nó bên ngoài nó sẽ được bọc một cái lớp màng màng. Bên trong sẽ là chân gà. Và nó còn nguyên móng luôn nha. Thôi mình cảm giác ăn với mì nó cũng ngon lắm. 6.5/10. Bánh ham Chinese burger. Ít cho ham nhưng mà nó là Chinese burger thôi chứ không có hamburger.
bên ngoài rất là giống bánh sữa chua và rất là thơm, mà bên trong hơi thất vọng. Bên trong nó là gồm có cái này là trà bông với lại là bơ hả, không biết nữa. Năm trên mười. Ở trong nó chỉ là da bông mà rất ít chăm bông nữa. Các bạn muốn ăn cái gì ngon các bạn nên mua thêm một bịch da bông nữa. Không phải da bông, trà bông. Tiếp theo đó chính là kẹo dẻo. Nếu mà các bạn để ý mà mấy cái clip mà tôi đi ăn mà kiểu mấy cái đồ trong siêu thị như này, lúc nào tôi mua kẹo dẻo hết. Bởi vì tôi siêu thích kẹo dẻo này, còn xinh cơ. Nó là miếng miếng xếp hình. Gummy bot ngon. Ngọt. Mà hình như cái này là nếu mà các bạn bỏ tủ lạnh cho nó khô lại, các bạn có thể lắp nó lên với nhau nữa. Cái này thì mình sẽ cho, bởi vì nó có thể lắp ghép lên với nhau nên mình sẽ cho so với đồ ngọt thôi nha. Thì mình sẽ cho cái này mà 7/10. Cái đó mình cho 7/10 bởi vì nó không quá thơm ấy. Có nhiều cái kẹo dẻo ăn dối thơm á, nó là ăn kẹo thơm thơm. One chocolate, one strawberry. Này hình như một thời hot lắm đúng không? Tan tan. Mỗi viên đều được đóng gói riêng, nhưng mà làm gì có one strawberry nào mà nhỏ như vậy. Lừa tao à? Ồ, nó là hình nó là cái strawberry mà bị sấy hết nước á. Nhưng mà ngon. 8/10. Bắp rang bơ tỏi. Cái này hay, mình nhớ hồi mà mình ở Đà Lạt rồi mình siêu ghiền cái này, bởi vì hồi nhỏ nó không có cái gì để mà ăn snack hết. Thật vô nghĩa. Xong. Yeah. Ê. Giống tuổi thơ ta ăn rồi nè. Thế mình thấy khi mà mình lớn lên mình ăn cái này, mình cảm giác có một vài chỗ nó hơi bị nhạt. Nhưng mà rất may cái này nó vẫn mặn nha. Thế mà không mặn không ăn được luôn á. 8/10. Cái này là cái đúng rồi, cái này là cái kẹo mà thơm mới là thơm. Tôi thích ăn này lắm. Các bạn sẽ bóc nó ra như này. Cái này là kẹo dẻo luôn. Bởi vì nếu mà hai người đấu với nhau á. À ăn vô, ăn vô, ăn vô, ăn vô. Cái cách bạn để cho người này thắng á. À, đó. Vị dâu thì mình nghĩ là nó hơi chua chua. Cũng có mùi dâu. 7/10. Bánh sữa chua. 8/10. Không, nhưng mà cái sữa chua trong này ngon nha. Hồi đó tôi nhớ là tôi có một anh nào tặng tôi một thùng bánh này. Tôi ăn chắc chiêu, chắc chiêu, chắc chiêu. Đến một ngày nó hứa luôn. Mực cán tẩm gia vị. Wow. Ê, mày nhìn thấy giống ký hiệu gì không? Đúng vậy. Ten, 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 ten. Ủa, nhạc Superman sao ta? Ten, 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 ten. Ủa, không được. Quên rồi, chỉ nhớ nhạc Spiderman thôi. Ngon. Chỉ sợ ăn mực mà nó bị cay quá không ăn được thôi. Chứ mấy mực này ok, ngồi nhậu là hết bài. 8/10. Cái này giống như là cơm. Cái này giống như cơm cháy của Thái Lan vậy đó. Một viên ở trong nó sẽ như thế này. À, cái này giống như là mì trẻ em á. Năm trên mười. Không có lạ, nó bị hiểu lắm. Ok mọi người, đây là bình rượu. Hồi nãy nó ghi là bình rượu gì nhỉ? Có cần phải lắc lên không ta? Đây là cái đồ khui. Ê, sao nó giống như sụt tinh vậy má? Nó là sụt tinh. Ừ, cái này mấy chắc ủ ngày hôm qua quá. Nó không có mùi rượu mà nó giống như là cái mà có bán ở trong mấy cái chai thủy tinh á, cái mà màu hồng hồng xanh xanh đồ á. Vậy mà hỏi em bé kia uống có say không em? Bảo say. Tính mua cái này về gọi là hả? Dụ dỗ mấy bạn gái qua nhà. Ôi em uống bên chị có cái này ngon lắm hay gì? Uống này sao say? Uống này là đứa nào say là nó diễn đó nha. Hả?
ai tin mời. Đây là cục gì ta? Tại vì hình như là ngày xưa cái lúc mà nó ra, ồ, này giống như là bánh đậu xanh vậy đó mọi người. Thấy không, bánh đậu xanh không? Ngày xưa lúc mà mới ra cái mà Milo kêu quá, tao mê lắm. Cái này nó giống như cái, à mọi người biết rồi. Mọi người biết cái cục sô-cô-la đồng xu không? Đồng tiền á, sô-cô-la vàng vàng á, nó chính là cái sô-cô-la đó được tạo thành hình cái cube này thôi à. Ờ, 300 ngàn. Tại vì tôi ăn nhiều loại sô-cô-la ngon lắm. Và đây, xí mùi cất chuột. Không thể tin được, con Thư nó chưa ăn. Cục này là nó có từ thời mà chị mới đẻ là nó đã có rồi. Em 2k mấy? 2k. Là em chưa có luôn. Đây còn biết có cái của mẹ. Chưa tới luôn. Cục này là cục xí mùi cất chuột. Em biết tại sao gọi là xí mùi cất chuột không? Không, tại con chuột nó phải cục này xong người ta đem cái cục cất chuột đó người ta đi lên men nó mới ra cục xí mùi. Tại vì cái chồn vậy. Hả? Giống chị của em á. Nhan lên thời điểm cất chuột không cái bà bóc cất chuột ăn thử. Ghê quá à. Dở quá. Hay bây giờ chắc mà chấm điểm chắc so với hồi xưa chắc là chỉ được 3/10 thôi. Tan 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 tan, chén miệng bằng bánh trung thu hả? Ủa nó có tan chảy thật. Ý như bánh trung thu. Bởi vì giống bánh trung thu nhưng ăn không phải mùi trung thu nên cho 6/10. Nằm 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 nằm. Vâng, thưa tất cả các bạn, nhắc tới đồ ăn Trung Quốc không thể nào chúng ta thiếu được một món. Mà món này tôi hình như đây là rất là lâu sau một khoảng thời gian rồi tôi mới ăn lại. Mà hồi đó tôi ăn tôi cũng ăn ít lắm nên tôi không có cảm nhận hết. Đó chính là món đậu hũ thúi. Nhiều khi mình đi ăn mà cái mặt mình nó dậy nó cũng bức dậy á. Nhưng mà cái mùi nó thúi thiệt. Mày đâu có cởi khẩu trang ra đây ngồi người ta lại lên. Không biết món này người ta làm từ gì mà nó thúi dữ vậy ta. Thúi thiệt luôn á. Hồi nãy lúc mà tôi vô á thì tôi thắc mắc trời ơi sao không có máy lạnh rồi ha. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao không có máy lạnh rồi. Không, nó liếm vô nó có cái bên ngoài rồi. Có như là wasabi vậy á. Giống như ăn đậu hũ bình thường thôi nhưng mà thúi quá. Dạ em cảm ơn. Ra là nó cũng bình thường. Cũng đậu hũ. Thì kẻ nó mất không? Ổ nó cũng bình thường thôi nhưng mà cái mùi thúi của nó là mình bị dội á, bị nó là cái miếng đậu hũ vốn dĩ nó giống như cái miếng đậu hũ bình thường, giống như là đậu hũ chiên trong ăn bún đậu á, nhưng mà nó thúi quá. À ta bắt mấy đôi nào mà đang yêu nhau mới yêu á ăn cái này không biết thúi hả, không có nhả nước nữa. Dạ đây là đậu hũ gì ạ? Dạ cái này là đậu hũ béo. Có thúi không anh? Dạ không. Nó bị giống như là da mũi vậy đó. Cái mùi đậu hũ thúi nó lấn át hết tất cả mọi thứ rồi. Ai nói với tôi là cái này ăn nó thúi nhưng mà nó nghiền lắm. Tôi thấy mấy tổng tài là hả đi chơi với mấy em, mấy tổng tài mà đi chơi với mấy em bồ của mấy ảnh là hay ăn cái đậu hũ thúi này lắm mà ăn mê rồi tùm lum mà. Đâu thử chấm chân ớt coi. Ăn có miếng thứ hai thấy cũng bình thường. Hay là mình đã quen dần với mùi thúi. Cái này tôi không dám chấm điểm luôn á, tại tùy thuộc, tùy mỗi người á. Nếu tôi được ngon thì tôi thấy cũng giống như đậu hũ bình thường. Nhưng mà về cái mùi thúi thì có thể có người chịu được, có người sẽ không chịu được. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn ăn thử thì các bạn cũng có thể trải nghiệm nha. Mà cảm giác khuyến khích các bạn là nếu mà các bạn gọi ra, các bạn nên ăn hết đậu hũ thúi. Và hẳn ăn những món khác. Tại vì ăn cái này xong mình quen mùi thúi rồi cái tự nhiên mình ăn cái này nó bình thường, cái mình ăn lại cái mùi thúi nó sập lên lại dễ bị dội lắm. Chị biết một bí mật gì không? Cái gì? Tất cả nó là chay hết. Đồ ăn chay hết hả? Tại vì quán em á là quán ăn bạc chay. À quán bạc chay. Ồ